Xin chào tất cả mọi người. Ở những video trước thì em đã có giới thiệu với mọi người rất là nhiều sản phẩm, nào là bộ bàn ghế phòng khách, bộ bàn ăn nè. Trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm hoàn toàn khác, đó chính là combo phòng thờ. Sẽ bao gồm có một sập thờ và một vách thờ. Mời mọi người theo chân em nhé. Và đây chính là sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần sập thờ trước nha. Được làm 100% bằng chất liệu đó chính là gỗ gõ đỏ nè mọi người. Với cái phần chân là chân 20 và được thiết kế theo phong cách đó chính là tứ linh. Chúng ta có thể nhìn thấy rồng nè. Đây, tứ linh, hình ảnh tứ linh trên này sẽ mang lại phong thủy rất là tốt cho không gian phòng thờ. Và với kích thước chân 20 như thế này, khi mà đặt vào không gian nhà mình nhìn sẽ rất là trang nghiêm và bề thế luôn. Điều đặc biệt đó là phần sập thờ này được thiết kế dạng tam cấp nè mọi người, rất là thích hợp với những cái gian nhà thờ tổ hoặc là thờ họ. Và kích thước của cái sập thờ này rất là rộng lớn, với chiều ngang là tận 2m2 và chiều cao đó chính là 2m05 nha mọi người. Điều chúng ta không thể bỏ qua ở chiếc sập thờ này nữa đó chính là tràn ngập những hình ảnh phong thủy nè mọi người. Chúng ta có thể thấy đây là hình ảnh cuốn thư câu đối và hoa mai, bên dưới là đồng tiền nè, và bên này chính là rồng hóa mai. Một điều đặc biệt hơn đó chính là cái phần yếm này được chạm trổ hình ảnh tứ linh Long Lân Quy Phụng. Đây là hội tụ dàn tứ linh sẽ mang lại rất là may mắn và phúc lộc cho gia chủ nhà mình. Ở bốn phần chân rất là bề thế, với phần trên đó là chạm hình ảnh hổ phù nè mọi người. Và đặc biệt là phần dưới là chạm hình ảnh nghê, sẽ giúp cho chúng ta xua đuổi được những cái tà ma và những điều không tốt trong gian nhà. Đặc biệt ở bên dưới mỗi chiếc sập thì đều có kê, chân kê như thế này nè mọi người, sẽ tăng thêm cái độ cao và cái độ chắc chắn. Ở phía bên hông chúng ta có thể thấy là chạm hình ảnh hoa sen. Đây là hình ảnh mà người Việt Nam chúng ta cảm thấy rất là quen thuộc và có thể nói là quốc hoa của Việt Nam, và thường sẽ đại diện rất là nhiều trong cái đạo Phật. Và trên sập thờ thì chúng ta sẽ thường là trưng bày những gì? Theo như trong video ngày hôm nay thì bên Sơn Đông đã trưng bày một cái mô hình, đó chính là bao gồm 9 món. 9 món ở đây sẽ gồm đó là một bộ lư hương được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đầu tiên đó là một chiếc lư, một bát nhang, hai ly nước hai bên, một ống đựng nhang và một lọ hoa, cộng với một dĩa trái cây và hai cái phần chân đèn hai bên. Chân đèn này thì có kích thước chiều cao đó chính là 50 nha mọi người. Một điều nữa đó chính là chúng ta có thể trưng ở phía hai bên hông, đó là hai con hạc như thế này và hai chiếc đèn ở phía trước. Có thể là trưng bày thêm một bình hoa sen ở phía trên chẳng hạn. Và trên cùng đó chính là cái phần chúng ta trưng bày cửu huyền thất tổ và hai khung hình ở hai bên. Rất là thích hợp cho những gia đình mà thờ họ hoặc là thờ nhiều thành viên. Và tiếp theo đó chính là phần vách thờ với kích thước chiều ngang vô cùng rộng lớn, đó chính là 3m82 và chiều cao hoành tráng lên tận 3m2. Khi nhìn vào thì ấn tượng đầu tiên của mọi người sẽ là cái dòng câu đối hai bên và cái chữ Đức Lưu Quang bên trên. Câu đối hai bên đó là Tổ Công Tông Đức Thiên Niên Thịnh, Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Ở những phần như thế này nè mọi người, ở trên và ở dưới mỗi câu đối sẽ có điểm xuyến nhũ vàng rất là nhẹ nhàng với hình ảnh quả đào, sẽ mang ý nghĩa bình an may mắn cho gia chủ. Và ở cái phần dìm chuyển phía trong, phía ngoài đã được chạm hình ảnh dơi ngũ phúc nhằm mang lại phúc lộc cho gia chủ. Ở mỗi cái phần viền ở phía trên đã được chạm rất là kỹ lưỡng, chúng ta có thể thấy được cái độ tỉ mỉ của cái đường viền nè mọi người. Và cái phần khung của hai bên câu đối đã được nhấn nhá rất là kỹ lưỡng, hoa lá tây nè mọi người. Và những cái họa tiết nhỏ nhỏ như thế này nhìn rất là đều và cân đối luôn. Đây, rất là đẹp, từ trên xuống dưới và tạo nên một cái tổng thể rất là ăn ý và hài hòa với nhau. Và cái phần mà vách đường này thì được chạm hình ảnh đó chính là CNC với những cái hoa họa tiết lá, và cái này là chữ phúc nè mọi người. Đây, CNC nhưng mà ván rất là dày cho nên là chúng ta có thể yên tâm sử dụng, thời hạn rất là lâu dài luôn. Đây, khi khách qua bên em thì sẽ hỏi và thường sẽ yêu cầu đó chính là lắp đặt cái phần đèn ở phía trên. Nên mọi người sẽ cứ yên tâm là Sơn Đông sẽ có làm luôn cái phần này. Và cái đèn này là được điều khiển bằng một hệ thống sử dụng thông qua Bluetooth trên điện thoại nha mọi người, rất là tiện lợi. Khi mà mua sập thờ thì người ta sẽ hay chú ý đến những điều tốt đẹp nhất. Và phải nói là chiếc sập thờ này kết hợp với cái phần vách thờ này
là tụ hội của tất cả những hình ảnh phong thủy tốt kết hợp với những thông số là thông số đẹp đã được Sơn Đông cân chỉnh rất là kỹ lưỡng, cho nên là mọi người có thể yên tâm về vấn đề phong thủy. Ai quan tâm có thể liên hệ đến em thông qua số hotline mà em ghim trên màn hình hoặc đến ngay Sơn Đông showroom số 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân để được xem sản phẩm trực tiếp và được em hỗ trợ tư vấn thêm cho mình. Và em là Thu, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.